Vô thì là hôm nay mình sẽ không có hướng dẫn liên khay hay là trick mà mình sẽ chém gió, mình sẽ talk show về cái chủ đề là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ gặp phải khi mà bắt đầu chơi cái trò này. Thì trong số những người chơi cái trò này chúng ta sẽ có hai nhóm người, một cái nhóm là khi gặp những cái chuyện như này chúng ta sẽ bình tĩnh lại và chúng ta sẽ tìm cái cách để mà xử lý những cái vấn đề như này cho nó không có ảnh hưởng quá nhiều tới cái chuyện chơi của chúng ta. Nhưng mà có một số bạn là khi gặp những cái vấn đề như này thì các bạn rất là dễ bị nản và các bạn sẽ nghĩ là trên đời này chắc chỉ có các bạn là gặp những cái chuyện như vậy thôi, mình sinh ra xui xẻo, không có được bằng bạn bằng bè, trời ông trời sao đối xử với tao kỳ quá. Đó thì hôm nay mình sẽ nói về những cái vấn đề mà mình đã từng gặp phải cũng như là mình thấy là có rất là nhiều bạn gặp giống mình và những cái cách mà mình đã xử lý những cái vấn đề này như nào. Đó thì nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn có thể học theo những cái cách xử lý này của mình và cho mình một cái like, còn nếu các bạn cảm thấy không hay thì để lại comment ở bên dưới và subscribe channel của mình. Có một số bạn có nhắn tin tâm sự với mình ở trên Facebook là lên YouTube thấy có nhiều anh là trời ảnh quay hay quá, ảnh chơi combo được các thứ đó, ước gì em được bằng 1/10 hay là 1/2 ảnh thì em cũng mãn nguyện cam lòng đó. Thì ảnh là chắc là sinh ra là được ban cho cái khả năng chơi trò này, số em là em xui xẻo em không có được ban cho cái khả năng đó. Thì thực ra là những cái người mà bắt đầu chơi một cái bộ môn nào đó, kể cả cái môn này và vẽ hay là đàn hay là cái gì đó, thì người ta cũng đều bắt đầu từ cái con số 0 mà người ta đi lên, chứ không phải là đùng cái nhảy vô số 1.000 hay là 1.000.000 được. Không có ai mà đẻ ra bố để đồ trước mặt rồi con hãy lựa chọn cái nghề nghiệp tương lai của mình đi, xong rồi bốc cái bút lên quay xẹt, không có. Cái đó là không có chuyện nó xảy ra đó. Những cái người, những cái thằng, những cái anh mà các bạn ngưỡng mộ đó, ai cũng đã từng có một cái xuất phát điểm giống với bạn, tức là không có biết cái gì hết rồi người ta mới tìm hiểu, người ta chơi, người ta đã từng xem những cái video của tiền bối đi trước, người ta cũng suy nghĩ y chang như mấy bạn, cũng ước gì mình cũng được như là cái người tiền bối đó. Nhưng mà người ta khác mấy bạn ở chỗ là người ta sau khi mà xem xong người ta không có than, người ta sẽ cố gắng để mà chơi lên bỏ ra 4-5 năm, 5-6 năm, n năm để mà người ta đạt cái trình độ đó, chứ không phải là người ta nôn nóng muốn được liền rồi người ta nản chí đó. Thì mình ngày xưa mình cũng có từng có cái suy nghĩ như mấy bạn thôi, thì mình cũng đã từng là không có biết gì hết đó, mình cũng cố gắng mình chơi lên từ 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 thì mình mới được quay được combo như bây giờ, mình mới hướng dẫn mấy bạn như là trong những cái video mà mình đăng lên YouTube. Cái vấn đề mà bị chê thì thực ra là mình nghĩ là ai cũng sẽ gặp phải thôi đó, tức là trong cuộc sống thì sẽ có những cái người mà người ta không quan tâm mấy bạn, nhưng mà cũng có những cái thằng là nó gọi là nó khẩu nghiệp đó. Thì các bạn chơi thì đôi lúc là nó cũng phải nói một cái gì đó vô thì nó mới chịu được đó. Thì ngày xưa mình bị nói thì có khi còn dữ hơn mấy bạn đó. Mình là ngày xưa là cũng có người nói mình là kiểu mày tập chích được rồi, mày không có chơi lên combo được đâu đó, mày chỉ cần tập chích là đủ rồi, trình mày chơi cỡ đó thôi. À, thì mình cũng cứ tập thôi, mình cứ kệ, thì mình cứ chứng minh cho họ thấy là mình làm được cái mà họ bảo mình không làm được thì mình sẽ cố gắng mà mình làm cho nó được đó, thì mình chứng minh cho họ thấy. Có một cái chuyện rất là mắc cười đó là thường mà cái bạn vô lớp đem mod theo thì hầu như là mấy bạn, mấy đứa nào mà nó không quan tâm thì không nói, nhưng mình nó đã quan tâm rồi thì nó sẽ hỏi cái mod, cái bút quay của mấy bạn là giá bao nhiêu tiền đó. Cái đầu tiên nó hỏi là nó không có hỏi cái này mua ở đâu hoặc là cái này làm sao đâu, nó sẽ hỏi cái này giá bao nhiêu tiền đó. Và thường là mấy bạn mà mới chơi thì có cái tâm lý là mình thích gọi là nói cho họ thấy là mình hiểu biết như thế nào về cái trò này, mà các bạn sẽ nói cái giá thiệt nó ra là à, cái bút này tao mua là 450, 500 đó. Thì sau khi mà tụi nó nghe xong thì tụi nó trời má mày 450 tao lấy tao nạp game hay là tao mua cái này cái kia, mua điện thoại cục gạch Nokia gì đó thì nó còn hay hơn trò mua cái bút không viết không được 400 mấy đó. Thì ngày xưa mình cũng từng bị nói như vậy, và sau khi mà bị nói như vậy một thời gian rồi thì mình đã rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là thường những đứa nào mà hỏi giá mình sẽ nói cái này tầm 20-30 ngàn thôi, mình nói 20 ngàn, tao mua 20 ngàn đó, thì nó sẽ không có hỏi nữa, thường là nó sẽ không có hỏi nữa. Còn nếu mà nó có cái ý định mà nó muốn chơi cái trò này thì mình sẽ xem là cái thái độ nó như nào
nó có nghiêm túc không. Đó, thì tới lúc đó mình sẽ nói thiệt với nó, nói riêng nó, chứ không có phải là mình công khai ra ngoài cho cả đám biết. Cái vấn đề mà mất bút hay là hư hỏng cái dụng cụ chơi thì mình nghĩ là cái trò nào nó cũng sẽ xuất hiện cái chuyện này thôi, chứ không phải là riêng cái trò này. Đó, mình thì bản thân mình đã từng mất là chắc cũng tầm cái triệu bạc cái tiền bút. Đó, ngày xưa mình mất cái cây đầu tiên là cái cây Vicket Game Emboss, cây này là mua về tầm một tuần là mất. Đó, cây này là giá thị trường bây giờ chắc cũng tầm 500 hay là 600 gì đó. Cái cây thứ hai mình mất đó là cái cây Doctor AC màu cam xanh lá hai đầu. Đó, cây này là nếu mà một số bạn là có xem những cái video có đào mộ là những cái video cũ của mình thì chắc là nhận ra cái cây này. Đó, cây này là mình quay đi cũng hơi nhiều, cái thời gian đầu quay cũng hơi nhiều nhưng mà đùng cái mình không có xài nó nữa, tức là cái thời điểm đó nó đã bị biến mất rồi. Đó, chứ không phải là mình bán hay là mình làm cái gì đó, nó đã bị biến mất. Thì tiền hai cái cây đó chắc cũng tầm 1 triệu đó. Thì mất đồ thì nó cũng rất là thốn mấy bạn, tiền bạc của mình để dành công sức nhịn ăn sáng đồ thứ đó. Thì nhưng mà qua cái chuyện mất đồ thì các bạn có rút ra được cái bài học gì không, nó mới là vấn đề. Các bạn có biết trân trọng những cái cây mod còn lại của mấy bạn không? Có nhiều bạn là mất cây mod xong rồi cái cũng than anh ơi em mất mod rồi em nản quá, chắc em nghỉ không có chơi trò này nữa. Nó thực ra nó không có đáng. Cái chuyện các bạn không có chơi một cái trò nào đó chắc là nó đã ấp ủ ở trong đầu mấy bạn cũng hơi bị lâu rồi, cho nên là bây giờ nhân cái cơ hội là nó có một cái lý do gì đó bắt đầu nó bộc phát ra thôi. Chứ mà mất cái mod thì thực ra mình nghĩ là ai cũng sẽ gặp phải vấn đề này, và các bạn phải biết giữ những cái mod còn lại, chứ không phải là các bạn mất cái mod xong các bạn nghỉ chơi được, cái đó là vô lý. Thì thực ra là cái ngón tay của các bạn nó khỏe hay là nó dẻo là nó phụ thuộc vào các bạn bỏ thời gian như nào cho cái trò này. Đó, thì có một số bạn có nói với mình là kiểu em là sinh ra chắc không có chơi được cái trò này, tại vì cái ngón út của em là nó bị yếu quá, như là nó bị tật hay là cái gì đó, là tay của em là nó không có được dẻo. Đó, thì thực ra là không ai sinh ra mà cái tay nó dẻo sẵn hết. Mình sẽ kể cho các bạn nghe là ngày xưa mình chơi cái trò này, mình đã từng suy nghĩ là chắc là mình sẽ bỏ hết mấy cái chiếc mà tập mà có ngón út, tại vì ngón út mình là ngày xưa là cực kỳ yếu. Đó, mình đã suy nghĩ như vậy, và bây giờ là mình đang tập guitar thì mình tập cái tay trái thì mình cũng lại có cái suy nghĩ đó. Đó, thì mình nghĩ là mình chắc bỏ hết mấy cái mà bấm có ngón út ra luôn, nhưng mà cuối cùng là mình vẫn phải tập ngón út. Giờ mình đã làm được, đây mình đã combo được và tay kia mình đã bấm bằng ngón út được. Đó, thì mình đã rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là các bạn càng thấy nó khó thì các bạn càng phải kiếm cái gì có liên quan tới cái khó đó, các bạn tập cho nó nhiều lên, cho nó nhuyễn. Các bạn tập ngày một có thể là nó sẽ không có được, nhưng ngày hai nó sẽ khác, ngày 100 nó sẽ khác, ngày 1000 nó sẽ khác. Đó, các bạn cứ tập lên từ từ. Còn các bạn mà cứ trốn là các bạn không bao giờ sẽ không có ngày nào hết, không bao giờ các bạn làm được cái chuyện đó. Các bạn phải cố gắng, các bạn đối diện với nó. Ok, và video cũng đã dài thì mình xin phép được kết thúc tại đây. Và đó là những cái vấn đề mà mình cảm thấy là có nhiều bạn là gặp phải khi mà chơi cái trò này. Đó, thì những cái vấn đề đó có nhiều người người ta hỏi mình mới đưa vào cái danh sách này. Và cũng có một số bạn là mình nghĩ là chắc sẽ không có gặp những cái vấn đề này, thì các bạn xem video này giải trí và cũng như là biết được là trên đời này nó sẽ có những cái mảnh đời bất hạnh như vậy. Đó, và các bạn cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.